Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và coi trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Người luôn coi đây là nhiệm vụ chính trị to lớn, là công việc thiết yếu hàng ngày của mỗi đảng viên và tổ chức Đảng. Hôm nay, kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cũng là 55 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh mùng 2 tháng 9 năm 1969. Nhớ đến người cũng là nhớ đến lời dạy của Bác trong di chúc về sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Bà Trương Thị Tám, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người vinh dự từng 6 lần được gặp Bác Hồ nhớ lại. Trong các lần gặp, dù dặn dò nhiều điều, song bà luôn tâm niệm lời Bác căn dặn về đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong công việc, với đồng chí đồng nghiệp, đoàn kết để phát triển. Bác bảo là phải đoàn kết cho nó tốt, học tập cho nó tốt. Chị em phải đoàn kết với nhau. Địa phương này, hội nghị nào các đồng chí có mời tôi lên phát biểu thì tôi cũng vẫn phải vận động là cái đoàn kết là cái nhất trí nhất. Mà đoàn kết thì mới thắng lợi. Đối với bà Phạm Thị Vách, từng hai lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu của Người và được trực tiếp nghe Bác nói chuyện nhiều lần với cán bộ đảng viên và nhân dân Hưng Yên cho biết. Trong một bài nói chuyện, Bác bao giờ cũng nhắc nhiều nhất đến việc quan tâm tới đời sống của nhân dân và sự đoàn kết trong thực hiện các nhiệm vụ. Bác bảo phải đoàn kết, không đoàn kết không hoàn thành nhiệm vụ được. Cho nên tôi được gặp Bác trước, Bác dặn như thế, học tập quần chúng mà làm, về mà làm tốt hơn. Cho nên là đến những cái hội nghị mà Bác về, Bác lại nhắc cho cán bộ và nhân dân như thế, tôi cũng thấm thía lắm. Điều đặc biệt là không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết, Bác còn nêu lên cách thức để thực hiện sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Điều này đã được các chi đảng bộ tại Hưng Yên coi là kim chỉ nam để thực hiện. Bởi nếu mất đoàn kết thì sẽ kìm hãm các phong trào ở cơ sở, còn nếu đoàn kết xuôi chiều thì cũng không tạo động lực để phát triển. Đối với công tác xây dựng Đảng, thì cái sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Mọi cái sự thành công của tổ chức Đảng thì phải có cái sự đoàn kết thống nhất. Thế mà thực hiện cái di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại thì đối với Đảng bộ phường Minh Đức thì chúng tôi đã có cái sự đoàn kết thống nhất từ tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, thế rồi các chi ủy chi bộ, các cái trưởng các ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội luôn nêu cao cái tinh thần đoàn kết thống nhất trong mọi cái nhiệm vụ, đặc biệt là quán triệt các cái chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhằm từng bước cụ thể hóa cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trải qua 55 năm, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong Đảng được ghi đậm trong di chúc của Người vẫn còn nguyên giá trị. Trong đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đoàn kết của Đảng như con người của đôi mắt, mất đoàn kết là mất đôi mắt, xa rời mục tiêu lý tưởng, mất đi sức mạnh của tổ chức chính trị tiên phong.